Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Còn ơi, hôm nay thì mình sẽ ăn là bánh bao các bạn. Rất là thơm luôn, như mình bị nghiện đấy. Mình rất thích ăn bánh bao, mình cứ thích ăn bánh gì mình sẽ ăn bánh bao. Cái ghế này mình cũng say xỉn quá. Đây, bánh bao rất là thơm. Hôm nay mình ăn bánh bao 10.000 rồi các bạn. Đây, bánh bao này ăn bánh bao to. Bạn mình ăn bánh bao là cái size nó bé, mình ăn size to. Mời các bạn ăn nhé, sáng nay mình chưa ăn sáng đói. Thôi mình đi chợ hơi muộn. Cũng may là có bánh bao. Bánh bao bánh chạy phép quá. Ngon. Đồ bao vẫn còn đang trong lò nóng, ăn được ngon lắm. Tay mình cầm bên dưới cũng còn ấm ấm. Bình thường hạt tươi mình dứa. Trứng cút mới có ăn trứng nhé. Mường trong dễ làm. Cái tim không biết ăn á. Ăn mới là ngon. Ăn có trứng ngon. Nó hương như cả làm rau á. Thôi mình không ăn được gì. Mình lại không có xoài lách ấy. Xoài lách mình cũng mùi rất thơm đấy. Mình sợ về cái mùi rau ấy. Nhìn mọi người ăn hoa là mình không ăn nổi. Khó ăn. Nhìn mùi thì nó không đồng mấy mà khó ăn. Nhìn ba thịt này. Chứ ở quê mình ăn thử một lần. Cảm thấy khó ăn. Xong rồi mình không dám ăn. Mình phải ăn bánh bao đỗ. Từ lúc xuống Hà Nội à. Ăn thử bánh bao mà mẹ thấy ngon. Ý miệng chưa. Mẹ thấy rất là nhiều nhân ạ. Phết cái nhân đó. Chung vậy thôi mà khỏe bánh hai thì có ăn được. Mình sợ nhất là cái mùi rau của cái trứng vịt lộn. Cái mùi rau đấy mình đít cái đầu. Mình sợ cái mùi rau thật sự đấy. Cứ nồng nồng khác. Nhưng mà ai ăn được lại là cái ngon. Sao lại cái thứ mình không ăn được. Mình thấy khó ăn. Mà thời tiết ấm ua u á. Ngồi cái ghế cứ bọc bên bọc bên cứ xay hoài giết từ chóng mặt. Trước thì mình thích ăn bánh cuốn, bây giờ mình thích ăn bánh bao. Trước ăn bánh cứ phải là mình ăn bánh cuốn một lần. Bực mình ghế ghê vậy đó. Wow, bao nhiêu này khó. Đập bên. Ừ.
vậy sao mà chẳng cân được. Mới thảo cầm đồ ăn ngon quá mà thì sao giặt được. Ăn mà không béo lắm, con xén thoải mái à. Quá ngon luôn. Bên người là có nhân ăn không? Có nhận nhà là bánh bao ngon rồi không? Chứ nghĩ ăn ra ăn một vài ngày rồi thành nghiện. Bây giờ mình không nhận anh quấn lại anh đạo. Chưa biết bài này. Nói với anh quấn mình lần. Bây giờ bài hạ mở anh ba mình lần. Mà anh đi lúc đó là ngon lắm ạ. Lại thì họ ăn ăn ngon, ăn nhiều ngày ăn ít là ngon. Thì mình chỉ mua một cái. Mềm. Ở đây còn ăn cái rất no. Nói chung là rất là ngon. Lên nọ nhưng mà sáng hệ đang lạnh uống nước đá và công nhận té cả người đấy các bạn. Sáng hay đi chợ cũng lạnh lạnh hết cả da mặt của mình như buổi sáng cái đi ra sương ấy. Nên là nó cũng bị tóc tóc khô khô cái da mặt, hầu như da mặt mình vào mùa đông ấy. Mùa hè nó không đỡ, mùa đông nó không bị khô khô cái da mặt này, nó cứ tiền là tầm thần ra tắt như của nó bị nhẹ đấy các bạn. Và là tôi lấy cái Vaseline kia bô vào cho nó đỡ quên. Nói chung là bị lười để giờ mua mặt cũng cứ khuya nhiều bụi sáng thì lười dậy rét. Nắng thì nắng vẫn lạnh các bạn, buổi trưa ngủ vẫn chặn được. Thời tiết chuyển sang mùa đông dần nên là tối cũng nhanh, 5 giờ là tối lắm rồi, bắt đầu tối sầm sầm. Hôm nay các bạn có thấy mình buộc tóc đúng không? Hôm nay mình buộc cái gì bình thường ở nhà ấy. Các bạn thấy mình hay búi tóc ở trên video là vì bình thường mình cứ hay làm việc nhà nhưng việc nhà hay. Ví dụ như tóc mình nó dài đấy, cứ cúi xuống như thế này một cái bắt đầu là nó lại bị xóa hết rồi, khó chịu lắm, mình ta phải dùng cái kẹp cái tóc này đây, mình kẹp vào búi lên và mình kẹp nó vào để cho đỡ vướng. Nhiều lúc mình cứ tiện mình lên mình đeo luôn. Như ít chân nhiều đấy, từ lúc lấy chồng ít chân chuốt đủ dễ sợ luôn. Không như ngày ở nhà khiếp, sáng dậy xong mình cảm thấy chân chỉ dễ sợ luôn. Sáng dậy là rửa rửa cả mặt xong rồi tẩy tế bào chết không đi đâu bịt kín lắm. Nhưng mà ngày ở nhà đến mình chưa có gì nhỉ, có nghĩ được đến việc mà mình phải chăm sóc da ngày ra nhà cũng không trắng mấy, cũng đen đen nhưng không đen mấy, cũng ngon nhưng mà da cũng sạm sạm ấy. Và được xem nào, 3 năm 17 đúng là 3 năm nay, 17 chị 4 năm nay năm thứ tư nữa là 4 năm nay ở trong nhà rồi ra là không trắng. Trước tay mình nó bị chóc lắm, do mình phải làm việc ấy, nên là da tay của mình nó bị chai chai hết. Mình chỉ nên 4 năm nay mình không làm việc nặng, hầu như mình chỉ làm mấy việc linh tinh trong nhà ấy, da tay mình hầu như không bị chắc, tay mình rất là mềm luôn và mịn.
chứ trước mình là làm tay thì mình nó cũng bị chai chai lắm. Với lại như cái lần mình đi học ấy, đúng rồi, mình cầm bút bạn nào nhỉ, tay mình bị chai, hình như mình bị chai đây này bạn, đấy cầm bút nhiều thì nó bị tì tì, nó thành đau cái ngón tay ấy, nó bị chai. Bây giờ mình ít viết, ngày đến chữ mình đi học thì mình cũng không phải là người viết chữ xấu quá, nhưng mà do lâu mình không đi, lâu không học nữa, với lại ít khi viết chữ thì hầu như là cần cái gì hiểu viết hết điện thoại rồi, ít khi viết chữ nên là chữ mình bây giờ còn hơn cả bởi. Nhưng mà bình thường mình viết từ từ thì cũng nắng nóng, hầu như là mình toàn quen viết nhanh ấy, viết nhanh và viết tắt, viết cứ ngoằn ngoèo cái chữ cho nó nhanh ấy. Vì mình cũng muốn nhanh mà tiện lợi nữa, nên là ít khi viết chậm lắm, không luyện chữ được, hầu như còn cứ nhảy. Vậy thì các bạn ơi, video của mình cũng sẽ kết thúc tại đây thôi. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ với thầy nhiều video. Các bạn nhé, bye các bạn.